bánh mì chả để phát cho bà con ăn sáng. Mấy cô đang rất nhiệt tình, hăng say lao động. Trời ơi, cô Yến cắt chuyên nghiệp quá cô Yến. Quá trời. Truyền ngân của má tóc này mà. Truyền ngân của bà năm lắm hả? Truyền ngân của bà năm lắm mà. Quá trời quá đất. Bên đây cũng là bánh mì. Ê, chất gạo dời quá. Sao? Nghe. Vui. Vui cười, bởi bụng bầu. Vui cười, bởi bụng bầu. Đúng rồi, chỉ có muối là. Bên này mình mua bên cũng sao? Dân ổn chứ hả? Ổn. Ổn hay vẫn còn ổn không? Vẫn còn thở được. Vẫn thở được. Ở đây cũng là quà rất nguyên một đống luôn. Rồi bây giờ mấy chú công an, mấy anh công an với lại dân phòng đang nhiệt tình nhanh tay để làm việc để cho kịp giờ phát cho bà con. Thì mỗi một phần quà thông thường thì cũng gồm gạo, mì, bánh, dầu ăn này nọ kia, một phần tương đương với lại 400.000. Mà kinh phí cho cái đợt này của đoàn Tùy Duyên là khoảng 180 triệu đồng sẽ đến với bà con hộ nghèo của tỉnh Ninh Thuận. Đây, vận chuyển mì ra. Hồi sáng này xe bên đoàn đem vô, bỏ vào đó, xong rồi xe của bên chỗ cung cấp lương thực á, gì trung tâm cung cấp lương thực miền Nam gì đó, họ đem vô, xong chất vô đó, rồi bây giờ phải bày ra để cho bà con đến nhận cho nó dễ hơn. Đoàn Tùy Duyên thông thường làm thì vậy, lấy cái đó cái xuống cắt không rồi cắt lên cái dao nào sửa để chiên qua bên đây luôn, là nặng lắm bé à. Nặng không Mai? Chị đứng chị cắt cho nó đi, chị sắp đó luôn. Chị đang mượn cái dao. Cái này sắp để hết. Tôi nè, nãy giờ là tôi trốn á. Thôi bây giờ đi làm phụ tiếp. Trốn hoài kỳ lắm. Hôm nay Bảo theo chân nhóm từ thiện Kỳ Duyên phát quà Tết cho bà con nghèo ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Còn đây là Dương Năm, trưởng nhóm hội từ thiện Kỳ Duyên. Dương Năm mình thường thì nhóm của mình, Dương Năm mình đi phát quà cho những đối tượng nào và ở đặc biệt là ở những cái vùng nào? Cái nhóm từ thiện Kỳ Duyên hoạt động là để phát quà cho tất cả những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình neo đơn và gia đình chính sách. Thì hàng năm là hội cũng tổ chức từ 2 tới 3 đợt để mà phát những món quà đến tận tay của người dân, và đặc biệt nhất là để cho người dân trước cái thềm năm mới đón một cái xuân tân sửu được ấm áp, hạnh phúc và đầy đủ. Hôm qua thì con có đi theo Dưỡng Năm là phát đi đổ bánh xèo cho cái hội bên trẻ mồ côi và cái người già neo đơn. Cái đó là cũng chung trong cái nhóm mà hoạt động luôn hả Dưỡng Năm? Đúng rồi, thì trong nhóm hoạt động ngoài cái vấn đề phát quà cho tất cả những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, thì nhóm cũng thường xuyên tổ chức những cái buổi đổ bánh xèo cho tất cả những người tâm thần. Và những trẻ mồ côi, những trẻ mồ côi
người già neo đơn. Dạ. À, thì nhóm của Vượng Năm thì chuyên là từ thiện ở những nơi như vậy, nhất là đặc biệt thì thấy là Vượng Năm hay tổ chức những cái buổi tiệc cho những cái bé mà mồ côi như là người già neo đơn. Thì những bạn ở kênh của Bảo đó, mọi người, các mạnh thường quân nếu mà có ý nguyện làm từ thiện thì Bảo thấy đây là một cái dịp để cho mọi người cùng nhau chung tay để mà giúp cho những cái đứa trẻ mồ côi hay là những người già đau đớn. Vỗ tay nha. Cảm ơn bà con. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều cái gian hàng gọi là gian hàng Dương Hội Chợ các bạn, gian hàng không đồng thì mọi người sẽ được nhận một cái túi, xong đến cái gian hàng, mỗi gian hàng mấy anh chị sẽ hỗ trợ bỏ quà vô cho mình, ví dụ như đây là muối ha. Bột ngọt đến mọi gian hàng thì đều có. Đây, giống như con bé này nó đã chờ sẵn. Và đây là cái gian hàng cuối cùng. Rồi, để gạo vô. Gạo nữa. Rồi, ok. Rồi, bên qua luôn. Đấy, người dân được sự hỗ trợ của các anh công an thì sẽ đi đến từng quầy, từng quầy. Ai có phiếu thì sẽ có quà. Rồi, xe báo được. Ủa, cô có gạo chưa cô? Đi về đây đi, cô xe anh đó. Con bé về đi ai? Đi cầm những con này. À đây đúng rồi. Đây. Có đi đường đi nha. Rồi, còn đâu nữa? Còn gì nữa? Ừ, nó nặng dữ trời. Rồi đây. Rồi, bà tới đây luôn bà. Bà đâu? Đây, đây mấy anh công an trinh phụ cho mấy cụ già. Tại vì quà cũng tương đối nhiều. Sao bánh mì còn nhiều vậy? Bánh mì ế. Trời sao nhiều vậy? Dễ thương chưa? Vậy để vậy ấy cất gạo lên cho. Ở lên đây luôn nha, không rớt không. Rồi giờ tới nhà mà thấy mất thì không còn nữa rồi. Sao không? Nhà bà sao không? Giờ chạy được không? Dắt đi từ từ. À, dắt về tới nhà luôn hả? Trời ơi. Thôi chở thùng mì trước rồi chút quay lại chở bao gạo. Ây à. Dễ thương chưa? Ở những cái vùng này thì công an và cán bộ rất là hỗ trợ người dân và hình như họ nhớ hết tên của tất cả các người dân ở khu vực mà mình quản lý. Xe đâu? Mấy anh công an với bộ đội này là sẽ nhận cho các cụ già mà không thể đi đến đây nhận được á,
thì mấy anh sẽ đến đó thu cái phiếu rồi nhận xong rồi đem về. Đem về tận nơi cho các cụ. Đây là nãy mấy anh mới nhận xong là đem ra cho mấy anh này này. Có thể nói là các anh ở đây sẽ biết hết từng hộ dân và những cái hoàn cảnh của họ. Chủ này là bán vé số. Không có sự ưu tiên nào đâu nha các bạn, chắc có thể là do nhà anh này có hai người hoặc là hai anh nhận giùm ai đó cho nên là mới được hai phần. À, anh đó nhận cho cái cô này rồi hai người đấy. Dễ thương chưa? Rồi bây giờ đi về. Quầy của Hàng Bảo là quầy nặng nhất, 10kg gạo mà 380 phần. Đây, gạo nè. Cứ là cứ rinh như vậy. Bỏ xuống. Đây, ta chụp tụi nha. Mọi người, đây là những cái phần quà cuối cùng trong số 370 phần quà của nhóm từ thiện Tùy Duyên. Mọi người ở kênh á, nếu mà có những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm thì có thể liên hệ với Bảo để có thể góp vào một cái quỹ từ thiện cho hội, tại vì họ tạo thêm nhiều cái phần quà nữa cho những trẻ em nghèo, những người già neo đơn ở những vùng sâu vùng xa. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.